Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Đấu Phá Thương Khung ngoại truyện. Từ sau sự kiện lần trước, chớp mắt thời gian đã trôi qua nửa năm. Dưới sự chỉ bảo khắt khe của Dược Lão, tu vi của Tiêu Viêm tiến bộ thần tốc và đồng thời gia liệt gia tộc dưới sự giúp đỡ của luyện dược sư Liễu Tịch đã tạo thành cú sốc lớn với việc buôn bán của Phường Thị Tiêu Gia khiến Tiêu Gia ngày càng thất bại. Lúc này tại gia liệt gia tộc đang có bữa tiệc ăn mừng thắng lợi. Lão già này chính là tộc trưởng gia liệt Tất. Lão cười hào hề vui sướng, đồng thời vẫn không quên nhờ vào Liễu Tịch luyện chế thêm đan dược, không được để cho Tiêu Gia có thêm cơ hội trở mình. Tên nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ này chính là nhị phẩm luyện dược sư Liễu Tịch. Hắn cho biết chỉ cần có thể cung ứng đủ dược liệu, hiển nhiên không phải vấn đề. Vậy nhưng thuận lợi sau này, hắn muốn 50%. Lời này lập tức khiến tộc trưởng của áo ba gia tộc phải nghẹn họng. Bây giờ là ba bên hợp tác, nếu Liễu Tịch muốn một nửa, vậy thì hai nhà chỉ còn 25%. Liễu Tịch nghe vậy vẫn không muốn thỏa hiệp, còn lão có được ngày hôm nay đều là do hắn. Nếu như chê giá cao, vậy thì hắn đi luyện dược cho Tiêu Gia là xong. Không còn cách nào khác, Gia Liệt Tất đành phải đồng ý. Ngoài ra lão còn muốn dẫn Liễu Tịch đi gặp Tiêu Huân Nhi. Chuyển cảnh tới hậu viện Tiêu Gia, lúc này Tiêu Viêm đã học được hai bộ đấu kỹ là hấp trường và bát cực băng. Cậu cảm thán, bát cực băng này không hồ là công pháp huyền giai cao cấp làm chủ, lực công phá quả là mạnh mẽ. Tuy nhiên, Dược Lão lại cho rằng nó quá bình thường. Tiêu Viêm tò mò hỏi thăm cấp bậc luyện dược. Dược Lão lại giải thích, luyện dược sư thông thường có thể từ màu sắc hỏa diễm mọc phân biệt đẳng cấp. Thường thường là hỏa diễm màu vàng nhạt, đẳng cấp càng cao màu sắc càng trầm. Lão lấy ra hỏa diễm của mình cho Tiêu Viêm thưởng thức. Những loài hỏa diễm trước đó là do đấu khí hỏa diễm tạo thành. Ngoài cái đó còn có một cái hỏa diễm khác là dị hỏa. Những dị hỏa này uy lực mạnh hơn đấu hỏa gấp trăm vạn lần. Cho dù đối địch với kẻ khác, cường giả đồng cấp cũng không dám đối đầu. Loại lửa mà Dược Lão đang nắm giữ chính là cốt linh lãnh hỏa bài danh thứ 11 trên sĩ hỏa bảng. Đợi sau khi Tiêu Viêm đột phá lên đấu giả, họ sẽ truyền thụ cho cậu một môn công pháp thuộc tính hỏa. Tới đó cậu có thể học được luyện dược, trở thành một luyện dược sư rồi. Tiêu Viêm nghe vậy liền nổi lòng tham đoạt một cuốn thiên giai công pháp. Lời vừa thốt ra đã bị Dược Lão mắng cho một trận. Công pháp thiên giai là cục đá trên đường hay sao, thế mà cũng mở mồm được. Vậy nhưng mà lão lại có một cuốn công pháp còn quỷ dị hơn của thiên giai, cấp bậc của nó bây giờ là hoàng giai cao cấp. Vậy nhưng chỉ có điều công pháp đó lại có thể tiến hóa, chưa từng có người tu luyện. Trên công pháp ghi chép như vậy, cho nên ông biết như vậy. Trước mắt, cậu không cần phải để ý quá nhiều. Nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là mau chóng thăng cấp trở thành đấu giả, thế thì mới có thể học được. Cảm thấy hơi quỷ dị nên Tiêu Viêm tiếp tục hỏi thầm, Dược Lão muốn nhận mình làm đồ đệ, rốt cuộc là vì sao? Chuyện này đối với Dược Lão cũng là một vấn đề khó nghĩ. Lão chẳng biết là đúng hay sai, vậy nhưng lão hy vọng, cậu yên tâm. Nói tới đây, Tiêu Huân Nhi lại đi tới, Dược Lão lập tức trốn về trong chiếc nhẫn. Cả hai người nói chuyện một hồi, nhìn dáng vẻ ân cần của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng cảm động. Chứng kiến những vết thương trên người, nàng biết cậu tu luyện vất vả nên quyết định giúp đỡ. Chuyển một luồng đấu khí vào cơ thể Tiêu Viêm khiến thực lực cậu sắp đột phá tới cửu đoạn đấu khí. Sau khi tỉnh lại, thực lực của Tiêu Viêm đã đột phá, Huân Nhi ở bên cạnh tỏ ra vô cùng vui mừng. Nghe Tiêu Viêm hỏi thăm tới chuyện song gia tộc, Huân Nhi đành phải kể lại. Tình hình khá bất ổn, thời gian gần đây đàn dược của gia liệt gia tộc đã chiếm hết mối ăn, thậm chí còn tới phường thị của Tiêu Gia làm loạn. Tiêu Viêm nghe xong liền tức giận, cậu lập tức cùng với Huân Nhi quay về xem xét tình hình. Chuyển cảnh tới phường thị của gia liệt gia tộc, cảnh tượng bây giờ đang vô cùng náo nhiệt. Điều này làm cho tên gia liệt áo vô cùng vui mừng, tầng bốc Liễu Tịch liên tục. Liễu Tịch cho biết hắn đã hoàn thành chuyện của bản thân rồi, vậy nhưng người được gọi là Tiêu Huân Nhi thì bao giờ mới gặp được. Gia liệt áo trấn an, chỉ cần bọn họ cứ đà này mà làm thì sớm muộn gì người nhà họ Tiêu cũng xuất hiện, tới lúc đó sẽ gặp được Tiêu Huân Nhi. Liễu Tịch cảm thấy không chờ được thêm nữa, hắn lập tức phân phó người mau chóng đập phá. Vừa vặn lúc này Tiêu Viêm và Huân Nhi xuất hiện, nàng trực tiếp mắng chửi tên Liễu Tịch. Nhìn thấy nữ tử trước mặt, Liễu Tịch cũng sáng mắt, xinh đẹp thế này quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn yêu cầu Gia liệt áo bắt nàng quay về, chỉ cần có được cô ta thì chuyện tiêu diệt Tiêu Gia cứ giao cho hắn. Gia liệt áo nghe về liền oai phóng bước lên, trước khi động thủ vẫn không quên nói nhà một hồi. Hắn cho Tiêu Viêm một cơ hội, đó chính là tự mình đưa Huân Nhi ra. Đợi lát nữa, hắn sẽ ra tay nhẹ nhàng với cậu. Kết hợp thêm mấy tên thị vệ ở bên cạnh hùa theo mỉa mày, Tiêu Viêm càng thêm tức giận. Cậu đáp trả lại Gia liệt áo bằng cách đập cho hắn lên bờ xuống ruộng. Dù là vậy thì Liễu Tịch vẫn không thấy chút lo lắng, nữ nhân mà hắn để mắt tới thì bắt buộc phải về trong tay. Nói rồi hắn cũng bộc phát thực lực. Tiêu Viêm thấy vậy liền kinh ngạc, không ngờ tên này đã đạt tới lục tinh đấu giả. Cho dù bây giờ Tiêu Viêm có dùng hết sức bú sữa mẹ thì cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn tự tin lao tới, Tiêu Viêm không còn cách nào khác là tiến tới lấy cứng đối cứng. May mắn là có Dược Lão sử dụng dị hỏa giúp đỡ nên cậu thành công đánh cho Liễu Tịch bay ra xa. Liễu Tịch sau khi đứng dậy liền vô cùng phẫn nộ, hắn cảnh báo dù tiêu tử đó có bản lĩnh thì cũng đợi đó. Đan dược sắp luyện chế xa sắp tàn hết cả rồi.
Tới lúc đó Tiêu Dao mấy người sẽ phải tự tin giao nộp Hồn Nhi cho hắn. Hắn vô cùng chờ đợi lần gặp mặt trực tiếp theo với nàng, tin rằng khung cảnh đó sẽ rất hoàn mỹ. Tiêu Viêm nghe vậy càng thêm gấp gáp, cậu muốn nhờ được Dược Lão giết chết Liễu Tịch ngay bây giờ, tránh để tên kia làm hại người. Dược Lão cho biết có thể giúp cậu với những bản thân đang ở dạng linh hồn, nếu muốn ra tay thì phải mượn cơ thể của Tiêu Viêm. Với lại hiện giờ chỉ cần ứng phó được đám con này, đợi tới khi cậu thăng tới thành đấu giả thì mới có thể chịu nhiều năng lượng hơn. Tới lúc đó muốn tiêu diệt cả Gia Lê gia tộc cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ngay trong đêm, Tiêu Viêm khoác lên người một bộ quần áo đen đi tới phòng của Liễu Tịch. Phải giết chết tên luyện dược sư này, như vậy Tiêu Dao mới có thể thoát khỏi nguy hiểm mà Huân Nhi cũng tránh được phiền phức. Dược Lão biết suy nghĩ của cậu nên đưa ra lời khuyên, bản thân lão là người đi trước, từng trải nghiệm qua rồi, chìm đắm vào chuyện tình cảm sẽ khiến bản thân như rơi vào hố bùn. Thậm chí có ngày chết không toàn thây, sự thật đôi khi nghiêm trọng như vậy. Lúc này Liễu Tịch cũng trở về phòng, Dược Lão cảm nhận được có biến xảy ra nên lập tức chậm rãi quan sát. Huân Nhi đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, cánh tay lấy ra một luồng sức mạnh giống như hỏa diễm. Liễu Tịch nhận ra chuyện không ổn rồi nên nhanh chóng bỏ chạy, đáng tiếc là không thành công, kết quả hắn bị một chiêu đi xuyên qua cơ thể. Hành động này làm cho Dược Lão cũng cảm thán, cô gái nhỏ này trông dịu dàng đáng yêu, không ngờ rằng lúc động thủ cũng rất khoát, nhanh gọn phết. Tiêu Viêm cảm thấy chuyến đi này vô ích rồi, vậy nhưng Dược Lão lại không nghĩ như vậy, vấn đề là Huân Nhi tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm ít ỏi. Vừa nói tới đây, Liễu Tịch đã ngồi dậy, thì ra ban nãy hắn đã lén dùng đan dược, cho nên mới giữ lại được một mạng. Hắn lập tức muốn mời sư phụ qua tiêu diệt Tiêu Dao. Đáng tiếc là còn chưa kịp vui mừng thì Tiêu Viêm đã ra mặt tiễn hắn về với đất mẹ. Mọi chuyện đã xong, Tiêu Viêm rời đi, tuy nhiên giữa đường quay về lại đụng độ ngay Huân Nhi. Thì ra nàng ta đã sớm phát hiện có người ẩn nấp trong phòng, cho nên ở đây chờ sẵn. Đáng tiếc là còn chưa biết chuyện gì xảy ra tiếp theo thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!